Thay mặt cho Học viện Quốc tế Đào tạo Công nghệ Thông tin NIT ICT Hà Nội, rất cảm ơn anh đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn trong chuyên mục bài viết về cựu học sinh của học viện. Sau đây em xin phép được phỏng vấn anh một vài câu hỏi ạ. Đầu tiên, anh có thể giới thiệu về bản thân và công việc hiện tại của anh được không ạ? Xin chào bạn, mình là Nguyễn Văn Toàn. Mình là cựu học viên khóa 2013-2015. Mình học lớp CP11. Hiện tại mình đang công tác tại công ty Clevershop. Công ty mình thì chuyên sản xuất phần mềm về web và bán cho thị trường nước ngoài. Hiện tại mình đang công tác ở vị trí develop về mảng web design. Được biết anh, trước khi theo học tại NIT ICT Hà Nội, đã tham gia thực hiện nghĩa vụ lao động tại nước ngoài. Vậy lý do gì khiến anh lại theo học công nghệ thông tin và anh lại chọn NIT ICT Hà Nội là đơn vị để xây dựng ước mơ của mình ạ? Thứ nhất là mình đam mê công nghệ thông tin từ lâu ạ. Sau khi mình đi xuất khẩu lao động thì mình có một số tiền đủ để mình có thể theo đuổi được ước mơ. Mình đã vào NIT để theo đuổi ước mơ của mình. NIT có đủ điều kiện để có thể đào tạo được cho mình có khả năng thực sự có thể làm việc tốt. Dạ vâng. Thế tại sao anh lại lựa chọn theo ngành nghề về web và anh đánh giá như thế nào về lĩnh vực này ạ? Trong quá trình theo học tại NIT thì mình đã được các thầy cô đào tạo và định hướng cho mình theo con đường lập trình web, bởi vì đây là thị trường có nhu cầu về lao động rất lớn và có độ ổn định cao. Và sau khi học tại NIT xong thì mình đã được các thầy cô nhờ giới thiệu một số công ty để mình có thể phỏng vấn, và mình hiện tại đang làm việc tại một trong các công ty thầy cô đã giới thiệu. Đối với các thế hệ học viên đang theo học tại NIT ICT Hà Nội, anh có những góp ý, chia sẻ kinh nghiệm gì từ bản thân mình? Đối với các bạn học viên hiện tại đang theo học tại Học viện NIT thì mình có một số lời khuyên dành cho các bạn. Thứ nhất là các bạn phải học tập thật sự chăm chỉ. Các bạn hãy đọc kỹ tài liệu và các giáo án thầy cô giao, và đặc biệt là phải làm bài tập và hoàn thành tất cả các bài tập khi được giao về nhà. Thứ ba là các bạn hãy cố gắng học thật nhiều các kiến thức trên mạng, bởi vì hiện tại trên mạng đang phổ cập rất nhiều các kiến thức các bạn cần. Khi các thầy cô tạo điều kiện để các bạn có thể đi thực tập thì các bạn hãy apply và cố gắng tham gia đầy đủ. Hiện tại thì công ty mình cũng đang có nhu cầu về tuyển thực tập sinh. Nếu các bạn có nhu cầu thì hãy gửi CV về cho công ty mình. Điều mà anh nhớ nhất khi còn theo học tại NIT ICT Hà Nội là gì? Anh có muốn gửi tới nhà trường và thầy cô điều gì không ạ? Mình nhớ nhất là các lần bảo vệ luận án sau mỗi một qua tờ. Và mình đã học được rất nhiều sau mỗi một lần bảo vệ được những cái luận án ấy thành công. Và lời chúc thì mình muốn chúc cho các thầy cô rất nhiều. Chúc cho thầy cô có nhiều sức khỏe, có nhiều học viên tốt và sau này có thể thành đạt hơn nữa. Dạ vâng, thay mặt Học viện NIT ICT Hà Nội, em xin gửi lời cảm ơn đến anh và chúc anh cùng với công ty sẽ thành công và phát triển trong thời gian tới. Cảm ơn bạn.